ngoài rửa thôi. Cứ từ từ mà suy nghĩ. Phong nghĩ là có bá chị em mình, tính ra là vẫn thoải mái rộng rãi hơn nhiều. Đừng có dài nghe không? Dạ vâng. Nhanh tay lên mọi người ơi, đồ để ở đây nhá. Chị ơi, bao lâu thì trường mình lại tổ chức một buổi từ thiện như này ạ? Cũng không cố định. Ví dụ như lần này là một nhóm, họ nhóm phát động cứ có sách bút để họ trực tiếp lên vùng cao phát. Quán đâu? Quán! Gọi cho quán ra đây. Con trai ông đỡ tiền tôi. Xem đi.